Ấu Ấu 3 tuổi bị 7 chiếc đinh sắt cắm giữa lưng. Nhưng bé không biết vì để làm ra một chiếc đinh phải giết một con rồng. Không chỉ vậy, trên đầu bé cũng bị cắm 3 cái. Giết 10 con rồng chỉ để phong ấn con nhóc này sao? Kẻ đáng để dùng long sắt thập phong, hoặc có dòng máu của thần, hoặc là tai họa tối cao. Rốt cuộc con nhóc này có bí mật gì? Ấu Ấu nghe vậy cũng không sợ, hệ thống sẽ phá bỏ 10 chiếc đinh phong ấn này thế nào? Thưa ký chủ, phải tích đủ 200.000 điểm. Bé thở dài, dù mới xuyên đến thế giới này 3 phút trước thôi, nhưng 200.000 điểm thì phải tích bao nhiêu giá trị cảm xúc đây? Nghĩ đoạn, bé quay sang Dạ Từ gọi cha. Dạ Từ biến động cảm xúc cộng 1 điểm tích lũy. Không phải chứ, gọi cha là được cộng điểm á? Cha ơi cha ơi, binh sĩ trố mắt, hả, con gái tướng quân đã lớn chừng này rồi, ai là cha ngươi? Nói đoạn Ấu Ấu bị đá xa 100 mét, cây to gãy liệt, cả hàng cây phía sau cũng lần lượt đổ rạp. Ấu Ấu chỉ lo rũ bỏ tuyết trên người, lần này chắc hệ thống sẽ cộng thêm nhiều điểm lắm đây. Các binh sĩ lại trố mắt, các con này vẫn còn sống ư? Ta biết mà, con nhóc này có phách thể mạnh nhất. Chớp mắt đã đến giờ ăn. Ấu Ấu bất lực, phí cả ngày mới tích được có 25 điểm, cách 200.000 điểm còn xa ơi là xa. Kiếm từ đám binh sĩ này cùng lắm được 5 điểm, còn cái ông đeo mặt nạ kia thì lần nào cũng chỉ 1 điểm. Khó chơi thế nhỉ, vị đại ca tên Biên có cống hiến nhiều điểm nhất là ai nhỉ? Lần nào cũng được những 7-8 điểm, nhưng mà tích 200.000 điểm khó quá đi. Hay cứ hỏi cái ông đeo mặt nạ này nhỉ? Ấu Ấu chọt chọt Dạ Từ, lại vẽ loạn một hồi. Ngươi muốn ta giải long sắt thập phong cho ngươi? Cha ơi, Ấu Ấu gật đầu như điên. Vâng, không giải được, tháo một cây đinh tổn 10 năm tuổi thọ, chỉ có kẻ ngốc mới làm. Nói đoạn, Dạ Từ tiện tay nhổ một cây đinh ra. Ấu Ấu nước mắt nước mũi tèm lem, cái ông đeo mặt nạ này mới nãy còn đánh mắng mình, nhưng lại đổi 10 năm tuổi thọ để gỡ một cây đinh cho mình. Người yên tâm, sau này con lớn nhất định sẽ dưỡng lão cho người. Dạ Từ tỏ vẻ ghét bỏ cộng 2 điểm. Không phải chứ, hơn bình thường 1 điểm lại còn có cảm xúc rõ ràng. Ta hiểu rồi, người này mắc bệnh sạch sẽ. Tên, cục cưng Ấu Ấu, ta hỏi lại lần nữa. Nữ thần Ấu Ấu, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ấu Ấu, 3 tuổi ạ, thích nghe Ponyo kể chuyện. Trí thông minh của cô bé này không hề giống trẻ con 3 tuổi. Cùng lúc đó, mật vụ đột nhiên tới báo cáo. Tướng quân, phía trước đột nhiên xuất hiện 20.000 quân địch. Đến đúng lúc lắm, toàn quân xuất phát bao vây bọn chúng. Nhìn bóng lưng Dạ Từ xa dần, đừng mà, cái người này cứ thế mà đi vậy, bỏ mặc mình ở đây sao? Bé lập tức vỗ vỗ con ngựa, mau lên, để ta xem bọn họ một người vây 10 người kiểu gì. Ai ngờ con ngựa này cũng chẳng vừa, quay đầu chạy ngay về hướng ngược lại. Chạy sai hướng rồi đại ca. Ngay khi lông ngựa bị bứt rụng, Biên Cốc rất ấm ức cộng 10 điểm. Nản ý, thì ra Biên Cốc cống hiến nhiều điểm nhất là con ngựa này. Cơ mà tính Biên Cốc cục xúc quá đi thôi. Nhân lúc Ấu Ấu ngủ, nó chở bé đến thẳng doanh trại quân địch. Trời, đây là đâu? Ấu Ấu ngẩng đầu thì đụng phải một tên to con. Dân chạy nạn ở đâu ra đây? Còn không mau cút, hút một tiếng, Ấu Ấu lẫn Biên Cốc cùng đâm sầm vào gốc cây. Cơn đau dữ dội khiến bé hộc máu. Biên Cốc suýt chửi thề cộng 5 điểm, tên này còn đá mạnh hơn cả Dạ Từ. Ấu Ấu tức điên, doanh trại quân địch chứ gì? Đi thôi Biên Cốc, làm gỏi bon họ. Sau đó hai người lặng lẽ đến doanh trại địch. Lát nữa người đừng kêu, biết chưa? Dù Biên Cốc rất không muốn, nhưng hai đứa vẫn làm như chơi trốn tìm. Sau khi đến chỗ lều chính, quân địch trong đó nói gì bé đều nghe thấy hết. Tướng quân anh minh, sau khi 2.000 quân Bất Dạ đánh với 20.000 quân ta, chắc chắn sẽ thương vong vô số. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta lẻn vào đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Xem ra bọn chúng muốn giết cái người đeo mặt nạ. Hệ thống, tiêu diệt đội quân này thế nào? Cần tổng cộng 50.000 điểm tích lũy. Không đủ điểm, không thể tiến hành. Ừ nhỉ, bọn họ có 5.000 người, còn là trọng kỵ binh. Mình đây trói gà còn chẳng chặt thì làm gì được. Nhìn đàn ngựa trong quân doanh, bé chợt nảy ra một ý. Đúng rồi, bọn họ là trọng kỵ binh mà. Nói rồi kéo Biên Cốc đến chuồng ngựa thực hiện kế hoạch. Đầu tiên vật ngã ngựa, sau đó vặt lông Biên Cốc, sau nữa trói chặt 4 móng ngựa lại. Cứ thế, sau 2 canh giờ bé đã làm xong. Trong lúc đó, vì Biên Cốc liên tục bị bứt lông nên bé được cộng rất nhiều điểm cảm xúc. Nhìn Ấu Ấu mệt bò lăn, dù Biên Cốc đau thấy tía, nhưng nó vẫn đưa bé ra khỏi doanh trại địch. Bé mở mắt thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Ngoảnh đầu phát hiện trên bàn có một ấm sữa. Ôi cha, mình có lộc ăn rồi. Qua kiểm tra, ký chủ đã có 121.850 điểm tích lũy. Hương Nghị Mao kinh hãi cộng 5 điểm, Lưu Mao tiến trố mắt cộng 10 điểm. Gượng đã, mình đâu có quen ai trong số này. Cả Dạ Từ Yến tướng quân cũng cộng điểm. Nói vậy đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Uống đến bát sữa thứ 3, Ấu Ấu mới phát hiện bình sữa này chẳng nhẹ đi tí nào. Không phải chứ, đừng bảo bình sữa này không có đáy nhé. Đánh chén no say xong, bé mới thấy Biên Cốc nằm dưới đất. Hóa ra mày ở đây, đêm qua vất vả cho mày rồi. Biên Cốc đang ngủ say chợt bừng tỉnh, vừa thấy mặt Ấu Ấu là dậm chân bình bịch, nào ngờ làm đổ chậu than phía sau. Trời đất ơi, cháy rồi, mau dập lửa, chạy mau con ngựa ngốc này. Dù mày bị trụi mất một mảng lông nhưng tao sẽ không bỏ rơi mày đâu. Biên Cốc ấm ức cộng 10 điểm, Biên Cốc đau khổ cộng 10 điểm. Một người một ngựa vội chạy ra ngoài. Ấu Ấu nhìn phong cảnh hữu tình, đây là quân doanh ư? Lại nhìn ngó kiến trúc phòng xung quanh, phải rồi, đây chắc chắn là một tòa thành. Ngay lúc hai người còn đang kinh ngạc, đột nhiên có hai tên to con xuất hiện. Đừng lắm lời, đi theo bọn ta. Lúc này trong phòng nghị sự của quân doanh,
bốn phó tướng đang tỏ ra bất mãn trước việc phòng gỗ bị cháy. Du Hồ Chí xông pha đi đầu: "Dạ lão đại, số lượng phòng gỗ đã ít, giờ thì hay rồi, lại cháy mất một cái." Tâu Hồng phụ họa: "Nói là cháy mất một nhưng tường hai phòng bên cạnh cũng đen thui rồi." Lý Tầm Viễn cũng vội thêm dầu vào lửa: "Ta đã hứa với các binh sĩ, ai giết được nhiều địch nhất sẽ cho người đó ở. Chỉ có Yến Phù Đồng đứng trung lập, các ngươi im miệng đi được không? Không thấy Dạ lão đại phiền lắm rồi à? Để mặc ấu ấu đáng thương của chúng ta đứng một bên nhìn họ kiếm điểm." "Thưa tướng quân, phòng gỗ bị cháy là tổn thất vĩnh viễn. Trước khi xây mới lại, mỗi lần binh sĩ đi qua nhìn vào đều sẽ thấy đau lòng." Ấu ấu nghe vậy thì sáng mắt: "Vậy đó chẳng phải là máy tích điểm dài hạn sao? Ấu ấu, là ngươi phóng hỏa đúng không?" Ấu ấu dũng cảm không ngại khó: "Đúng, là ta làm. Ngày mai ta lại đốt tiếp." Ngay sau đó, hệ thống thông báo cộng điểm. Châu Hồng kinh ngạc: "Cộng 9 điểm. Tu Hồ Chí cảm thấy hết cứu: cộng 9 điểm. Lý Tâm Viễn nghĩ thông suốt: cộng 2 điểm. Yến Phù Đồng chết lặng: cộng 9 điểm. Biên Cốc chết lặng: cộng 20 điểm. Bé cực kỳ vui mừng: "Trời ơi, phát hiện đại lục mới rồi. Mau đưa nó đi tắm đi, đừng để ta thấy nhóc con phiền phức này nữa." Chuyển cảnh, ấu ấu đang được tắm rửa. "Tiểu tướng nữ, nghe nói người phải chịu khổ bên ngoài. À sao tướng quân tìm được người về đây thế? Ta từ trên trời rơi xuống." Hai nữ hầu nghe vậy thì ngơ ra: "Vấn Đông Nghi hoặc cộng 15 điểm, Thúy Tuyết nghi ngờ nhân sinh cộng 33 điểm. Được đấy, so với các tướng sĩ, mấy thị nữ này dễ kiếm chắc hơn hẳn. Nhưng sao hai người lại gọi ta là tiểu tướng nữ? Mọi người biết hết rồi, người là con gái của tướng quân, nên đương nhiên chúng nô tỳ phải gọi là tiểu tướng nữ." Ấu ấu bất lực: "Lẽ nào người đeo mặt nạ coi mình là con gái hắn thật?" Sau khi được Vấn Đông và Xúy Tuyết chăm chút, ấu ấu đã có một bộ quần áo mới. Đây là loại vải chuyên dùng cho trẻ con mà. "Tiểu tướng nữ thông minh quá, đây là vải do hoàng thượng ban thưởng cho tướng quân, không chỉ đao kiếm bất nhập còn kháng mọi loại độc." Bé ra ngoài bèn thấy Biên Cốc đang đợi mặc áo mới. "Thật là, một con ngựa cũng cần mặc đồ sao? Ban nãy ở phòng nghị sự tao đã nhận tội giúp mày, mày định cảm ơn tao thế nào đây?" Nói đoạn hai đứa nghênh ngang đi dạo phố. Lúc này ở thư phòng, ấu ấu này một mình nó đã khống chế được 5.000 kỵ binh quân địch, chắc chắn nhóc con này có bí mật gì đó. Nói đoạn Dạ Từ nhìn nhóc con đang trốn trong góc tường: "Anh ta có chuyện gì? Mọi người gọi ta là tiểu tướng nữ, là ta thật ư? Ngươi nghĩ đúng thì nó đúng, nghĩ sai thì nó sai. Ồ thế ta ở đây có an toàn không? Đây là nơi an toàn nhất Bắc U. Ồ vậy ta có thể đi chơi khắp nơi đúng không?" Dạ Từ hết nói nổi: "Nếu ngươi tìm ta chỉ để nói nhảm thì cút được rồi đấy." "Được thôi, ta chỉ đợi câu nói này của ngươi." Ấu ấu được ra khỏi thư phòng vui hết biết. Sau lần trói ngựa Liêu Quốc giữa đêm đông đó, thêm lần phòng gỗ bị cháy, hệ thống đã tích được hơn 20.000 điểm, chỉ còn thiếu khoảng 80.000 điểm nữa thôi. Nếu mỗi người trong doanh trại này cho mình một điểm thì chắc đủ nhỉ. Nhìn khu sinh hoạt của binh sĩ, ấu ấu nói làm là làm: "Đi nào Biên Cốc, đi kiểm điểm cùng tao." "Trời ơi, đây là tiểu tướng nữ sao? Lâu lắm rồi mới được thấy một bé gái xinh xắn thế này. Tiểu tướng nữ có kiểu tóc fashion quá, nếu người không chê ta nướng khoai cho người ăn nhé." Nói đoạn mọi người lũ lượt đem khoai lang các nơi ra, điểm tích lũy cũng tăng lên đáng kể. Dạo một vòng còn được một rổ khoai lang, một bát bánh bao bột, một túi thịt viên. Bé ôm một phần còn lại để Biên Cốc phát đi. Tới tối, Dạ Từ đến phòng gỗ bị thiêu cháy. Không thể nào, chỉ trong vòng 30 phút đã bị thiêu thành thế này. Hơn nữa lửa thường không thể thiêu cháy lông của Biên Cốc, mà lần này lại bị đốt đen thui người. Dạ Từ đến chỗ đống tàn tích nhưng không thấy than củi, chỉ thấy một nhúm lửa vẫn đang cháy. Đây chắc chắn không phải lửa bình thường, đây là lửa bất tử. Dạ Từ ghét bỏ cộng một điểm. Cùng lúc đó, hắn nhớ ra đêm qua lúc Biên Cốc đưa ấu ấu về đã suýt bị chết cóng. Để giữ ấm cho họ, hắn đã đốt một nhúm lửa bất tử. Được rồi, đã tìm ra kẻ đầu sỏ, chính là hắn. Ấu ấu nghe thông báo từ hệ thống bèn tìm đến đây. Vừa đến đã ôm chân Dạ lão đại: "Cha mình mà phải lấy lòng chứ. Cha, hóa ra người ở đây thật." Về đến phòng gỗ, ấu ấu nhìn bản thân trong gương: "Mình bị giật điện hả? Gì đây?" Bé quay đầu ngơ ngác nhìn Dạ Từ, phát hiện Biên Cốc đang cười bò dưới đất. "Cười gì mà cười, tao cháy tóc thì làm sao? Mày làm gì có lông?" Biên Cốc sốc cực mạnh cộng 99 điểm. Ấu ấu sáng mắt: "Trời điệu, chúng mánh rồi, được hẳn 99 điểm luôn." Lại quay đầu nhìn Dạ Từ: "Cha, ta không phải cha ngươi, vậy ngươi làm cha ta đi." Dạ Từ dao động cảm xúc cộng 1 điểm. "Trời ạ, tích được 123.000 điểm rồi." Cuối cùng ấu ấu cũng sắp bắt đầu nổi đóa rồi. Trẻ con phải dùng thuật phun nước bọt lợi hại nhất của trẻ con. Phụt phụt phụt, Châu Hồng suy nghĩ: "Thập thất công chúa năm nay mới 5 tuổi, khi lớn hơn ấu ấu 2 tuổi, nhưng nói thế nào, cảm giác tổng thể vẫn tốt hơn ấu ấu một chút." "Không sao, ngươi không lừa được ta, nhưng công chúa U Dương đang ói máu này chưa chắc. Lần này cô ta đến là có mục đích." Châu Hồng quanh năm ở quân doanh, toàn gặp đám thổ phỉ ngốc nghếch. Tuy Châu Hồng là một người tâm cơ, nhưng tâm địa gian xảo của hắn trong quân đội có thể chơi. Dù sao thì trong quân đội cũng có nhóm hai người ngốc nghếch chơi cùng hắn. Nếu quanh năm ở trong triều đình, trí thông minh của hắn cũng không đấu lại người ta. Những lời khách sáo hắn không biết nói, có chút hình thức là được rồi. Nhưng Yến Du Nhiên là ai chứ? Cô ta là công chúa đấy, sao có thể nhẫn nhịn để một đứa con nít 3 tuổi bắt nạt? Trước đó Dạ lão đại đã nghi ngờ linh hồn của ấu ấu, bởi vì vô số biểu hiện của ấu ấu căn bản không giống một đứa trẻ 3 tuổi nên có. Hiện giờ Yến Du Nhiên 16 tuổi chắc chắn không thể nuốt trôi cơn giận này.
Nếu đồn ra ngoài, hôm nay đường đường là hoàng võ nhị phẩm như cô ta lại bị đứa nhóc 3 tuổi bắt nạt. Thế thì mất mặt lắm. Yến Du Nhiên mở to mắt, quát mắng Châu Hồng, các ngươi biết cách trêu chọc bổn công chúa thật, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao. Hiện giờ Châu Hồng cũng hết cách, dù sao hắn cũng chỉ là phó tướng, muốn xử lý công chúa vẫn phải dựa vào phủ tướng quân, nhưng phủ tướng quân đáng chết không biết đã đi đâu mất, đến giờ vẫn chưa đến. Hi hi, công chúa chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Bên ngoài lệnh lùa vào nhà trước, chờ phủ tướng quân đến rồi tính. Nhưng Yến Du Nhiên lại trực tiếp vụt roi lên mặt Châu Hồng. Châu Hồng thuộc loại thích khách nhạy bén, dù đánh với phủ tướng quân 380 hiệp cũng không bị phủ tướng quân đánh trúng, nhưng Yến Du Nhiên lại dễ dàng đánh trúng Châu Hồng. Lần này coi như cách đối nhân xử thế của Châu Hồng bị ném sạch rồi. Lúc này Châu Hồng cũng im lặng, dù sao người đắc tội là công chúa, hậu đài của công chúa, tà vợ của hoàng thượng. Tục ngữ nói rất hay, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn còn cũng không hiểu chuyện sao? Câu này không sai. Ấu ấu là gì? Ấu ấu là trẻ con. Ấu ấu nén giận cả buổi bên cạnh, cuối cùng cũng đến cô. Đồ khốn kiếp dám bắt nạt Châu Hồng đại ca của ta, ngươi chờ đó cho ta, chờ chân dài 1m8 của ta bước xuống ngươi sẽ chết chắc. Ấu ấu nhảy xuống, nhanh chóng chạy đến trước mặt Châu Hồng giơ tay ngăn cản. Cô ả đáng chết này, ta nhìn là biết cô không phải con người. Đại uy thiên long. Lúc này Yến Du Nhiên có chút giật mình, điểm tích lũy tăng 99, nhưng lại có chút phẫn nộ. Điểm tích lũy tăng 99, điểm tích lũy tăng cả buổi vẫn không ngừng. Đồng thời ngôi đầu bảng của biên cốc cũng phải nhường cho công chúa Yến Du Nhiên. Nói thật thì biên cốc không muốn làm người đứng đầu bảng của Ấu Ấu. Dù sao đứng đầu dễ bị tức chết, người có lòng dạ hẹp hòi như Du Nhiên công chúa này, trong mắt không chứa nổi một hạt cát thì càng không được. Nhẹ thì đổ máu, nặng thì chí mạng. Người biết hậu quả chọc giận bổn Ấu Ấu sẽ nghiêm trọng đến mức nào không? Ấu Ấu lảo đảo chạy đến, nhìn Ấu Ấu có vẻ vô hại, lại dùng thuật phun nước miếng lợi hại nhất của trẻ con. Phụt phụt phụt, hành động buồn nôn này trực tiếp khiến Yến Du Nhiên tăng điểm liên tục. Châu Hồng đứng phía sau rất ngại ngùng, nói thế nào Ấu Ấu cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ có thể ra mặt cho người lớn cũng chỉ có chiêu này thôi. Hình như cũng khá đáng yêu, nhưng Yến Du Nhiên không hề nghĩ vậy. Yến Du Nhiên lập tức bùng nổ, tóc dựng lên cả thước. Đứa tạp chủng này, ngươi chờ đó cho ta, ta và ngươi không đội trời chung. Cô ta đưa tay muốn vặn đầu Ấu Ấu xuống. Tục ngữ nói rất hay, cho muốn cắn ngươi ngươi đừng sợ, ngươi cũng cắn lại là được. Đúng như người ta nói, địch chết 1000 ta chết 800. Ngay thời khắc nguy hiểm này, Châu Hồng ra tay rồi, cũng có nghĩa là không phải ta không đỡ được một roi lúc nãy của cô, mà là cố ý đứng đó để cô đánh cho hả giận. Nhưng nếu cô được voi đòi tiên, ta cũng không ngại cọ sát với cô. Tiểu tướng nữ của bọn ta quanh năm ở cùng dạ tướng quân ở biên cảnh, lâu ngày tính tình có hơi ngang bướng, nhưng không có nghĩa bọn ta không thương con bé, cô hiểu chứ? Lúc này công chúa Yến Du Nhiên ngây người, tưởng cô ta đang sợ dạ tướng quân sao? Lúc này cuối cùng phủ tướng quân cũng đến. Yến Du Nhiên tiểu muội mau dừng tay lại, đó là con gái của dạ từ tướng quân, tiểu tướng nữ của bất dạ quân, cuối cùng cũng đến rồi, nếu không thì ta không khống chế nổi cục diện đâu. Nhưng người không thể khống chế cục diện nhất là Yến Du Nhiên mới đúng. Lần đầu tiên công chúa Yến Du Nhiên cảm nhận được sét đánh ngang tai là gì? Đột nhiên cả người công chúa Yến Du Nhiên mềm nhũn run rẩy. Người hắn, không có câu nào rõ ràng. Sau cùng Yến Du Nhiên cũng dặn ra được 5 chữ tròn. Hắn có con gái sao? Giây sau trực tiếp phụt máu ngã xuống. Thấy tình cảnh này ta muốn ngâm một bài thơ. Người có thể tỉnh lại không? Ta còn muốn ngươi tăng thêm một ít điểm đấy. Yến Du Nhiên không cam tâm tăng 99 điểm. Yến Du Nhiên đứt từng đoạn ruột, tăng 99 điểm. Hiển nhiên xét từ số điểm tích lũy đang tăng lên, hóa ra mục đích của cô ta là đến đây xin cưới dạ tướng quân. Lần này có trò hay rồi. Ấu Ấu bắt nạt người ta xong vô cùng buồn chán, không có ai chơi cùng ta. Yến Phù Đồng nhìn thấy Ấu Ấu bình an vô sự cuối cùng cũng yên tâm. Hết cách rồi, con hắc mã này là ngựa của quân đội trọng kỵ binh, quanh năm chuyên chở vũ khí hạng nặng, cho nên chậm là việc rất bình thường. Nếu tiểu tướng nữ không sao, trở về cũng có thể ăn nói với dạ lão đại rồi. Dù sao dạ lão đại dậm chân một cái ở thành Vĩnh An, ngay cả hoàng thượng ở kinh thành cũng phải run rẩy. Châu Hồng nhìn thấy phủ tướng quân như nhìn thấy ngôi sao ngày mai. Cuối cùng ngươi cũng đến, suýt chút dọa tiểu tướng nữ của chúng ta sợ rồi. Cô ta mà dọa được ta sao? Buồn cười, nếu không phải huynh có mặt cản trở ta thi triển, bây giờ Yến Du Nhiên đáng chết đó không chỉ phun máu thôi đâu, hủy dung chắc chắn sẽ hủy dung. Biên cốc bên cạnh nhìn chân mình vẫn chưa bùng nổ, nếu mình mà lên cơn ngay cả mình cũng phải sợ. Ấu Ấu là ai? Một vua lì đòn đánh mãi không chết, ngoài ra còn là đại vương võ mồm. Một công chúa nhỏ bé dám bắt nạt Ấu Ấu, đúng là chán sống. Ngay cả người lợi hại như ta cũng phải giả vờ sợ Ấu Ấu, chỉ là do kiếp trước Ấu Ấu bị đinh sắt phong ấn thôi. Nếu không bị phong ấn, đừng nói công chúa nhị phẩm như ngươi, ngay cả cẩu hoàng đế kia cũng phải nhường chỗ. Yến Phù Đồng sắp xếp người của công chúa bắt đầu làm việc. Nhóm một phụ trách quét dọn vệ sinh, nhóm hai phụ trách đi chăm sóc công chúa, nhóm người còn lại phụ trách đi trà nhà xí trà bồn cầu. Họ không dám phản kháng. Yến Du Nhiên và Yến Si Linh là công chúa, Yến Phù Đồng cũng là công chúa của Bắc U Quốc. Từ sau khi đi theo dạ tướng quân, tu vi đột ngột tăng vọt, hiện giờ đã thành cánh tay thứ hai của bất dạ quân. Các thừa tướng không hiểu chuyện trong cung đình đều cho rằng hắn dùng hơn 2000 người đánh bại đội quân Man Di có hơn 20000 người, trong kinh thành đều nói đây sẽ là chiến thần đời theo của bất dạ quân. Nếu để Châu Hồng ra lệnh cho họ, họ tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng người ra lệnh cho họ là tướng quân Yến Phù Đồng, sở hữu cả binh quyền và thân phận công chúa.
Trong triều đình sợ nhất là gì? Sợ nhất công chúa hoặc thái tử lập quân công. Này này này, nhìn hoàng muội đáng chết của ngươi đi, ra tay không biết nặng nhẹ, đến giờ mặt trái của ta vẫn còn tê tê đây. Nhưng phù tướng quân lại trả lời một câu rất qua loa: ngươi là huyền võ cảnh mà, dù cô ta là hoàng võ cảnh hậu kỳ, vẫn còn cách ngươi cảnh giới thứ 5. Đừng nói là ngươi yêu thầm cô ta, cố ý để cô ta làm ngươi bị thương, muốn mượn cơ hội này lấy thân báo đáp đấy. Ngươi thôi đi, ta đường đường là nam nhi bảy thước, sao có thể thích một công chúa không biết trời cao đất dày như thế. Vừa rồi cô ta sỉ nhục ta trước mặt 500 anh em đấy. Dù gì ta cũng là ám bộ thống lĩnh của Bất Dạ quân, nếu không phải ám bộ thuộc tình báo bí mật, đừng nói tòng nhị phẩm như cô ta, tu vi cộng thêm năng lực của ta ít nhất cũng được chính nhị phẩm. Nhưng ngươi đừng quên cô ta còn một thân phận là công chúa. Ngươi là cái gì? Dù cô ta không phải nhị phẩm cũng có quyền đánh vào mặt ngươi rồi, huống hồ còn là công chúa nhị phẩm. Hay lắm, các người là người nhà bênh vực nhau. Ta không có, ngươi cũng biết quanh năm ta ở Bất Dạ quân cùng ngươi, chúng ta tiếp xúc với nhau còn nhiều hơn họ, ta chỉ nói sự thật thôi. Nhưng Yến Phù Đồng ngươi cũng là công chúa, huống hồ ngươi còn lớn tuổi hơn cô ta, sao ngươi không cho cô ta biết mặt? Huống hồ ngươi cũng là huyền võ cảnh, nhưng cô ta nhị phẩm, sau lưng mẫu phi cô ta không chỉ có mỗi hoàng thượng đâu, nhà mẹ cô ta còn là đệ nhất thế gia của Bắc U. Người ta kêu căng hợp tình hợp lý. Ấu Ấu ngồi bên cạnh cả buổi lại vô cùng buồn chán, mỗi lần họ ở bên nhau đều ngươi một câu ta một câu, không cho ta chút điểm tích lũy nào. Châu Hồng trước giờ miệng lưỡi sắc bén, đối diện với chân lý tuyệt đối, cũng là lần đầu tiên thua cho Yến Phù Đồng. Đáng ghét, lần này trở về ta phải bái đại vương võ mồm như Ấu Ấu làm sư phụ mới được. Một lúc sau Ấu Ấu hồi hồn, hóa ra phù tướng quân là công chúa à. Hi hi, vậy ngươi là công chúa, tại sao lại đến biên cảnh chịu khổ với bọn ta? Ta rơi từ trên trời xuống không có nhà để về, nhưng ngươi thì khác, ngươi là người có nhà. Nhưng phù tướng quân vốn chỉ muốn lấy lệ với Ấu Ấu, mượn cớ muốn theo lão đại tu luyện để qua mặt. Ngươi nói không, không nói ta bảo biên cốc cắn mông ngươi đấy. Biên cốc tỏ vẻ cô muốn làm gì, có thể đừng kêu ta không, ta chỉ muốn làm một con ngựa ngoan. Nhưng chuyện của phù tướng quân rất nhiều người biết, dù sao sau này Ấu Ấu cũng sẽ trở thành chủ soái của Bất Dạ quân. Nói cho cô biết là chuyện sớm muộn, mẫu phi của phù tướng quân là con gái của tội thần. Vốn dĩ hoàng thượng muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng Ấu Ấu là mầm non của thế kỷ 21, cô làm sao có thể chấp nhận quan điểm giết chết con gái mình. Mắng hoàng thượng này đúng là đồ cờ hó, nhưng may nhờ hoàng hậu nhân từ cầu xin cho phù tướng quân, mới có phù tướng quân hôm nay. Nhưng vì là con gái của tội thần, tất cả quyền lực đều bị tước đoạt, bị coi như là dân thường, cũng không thể tu luyện hay viết chữ, vẽ vời gì cũng không được. Nhưng Ấu Ấu lại khó hiểu, vậy sao ngươi tu luyện được tới huyền võ cảnh? Chuyện này kể ra thì dài lắm, phải kể từ năm ta 15 tuổi, 5 năm trước quỷ vực phía nam bùng nổ cuồng triều tà ma xông đến kinh thành. Thị vệ và cung nữ canh gác, khó lo nổi thân, làm gì có thời gian để ý ta, ta cũng nhân cơ hội đó trốn từ cấm thất ra ngoài. Năm đó ta 15 tuổi cũng rất sợ hãi, hơn nữa quanh năm ở trong cấm thất chưa từng ra ngoài. Vừa ra ngoài thì giống như lạc đường, thấy có lối đi là chạy liều mạng, sau đó chạy đến đống xác tà ma, không biết tại sao, đột nhiên nuốt một viên huyết châu, sau đó tu vi trực tiếp lên đến huyễn võ cảnh. Lần cuồng triều tà ma bùng nổ đó rất có khả năng liên quan đến viên châu ta đã nuốt, mà chuyện này lại bị Ấu Ấu nghe thành một câu chuyện xưa. Những thứ khác đều không quan tâm, đây chính xác là nữ chính, đi theo phù tướng quân, dám chừng có thể trở thành một nhân vật phụ. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nghe được nhiều câu chuyện hay hơn nhé.